Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe phân khúc hạng C sedan, đó chính là chiếc xe Mazda 3. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Mazda 3 được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được 3 vạn km rồi, chính xác là 3 vạn chuẩn km rồi đấy ạ. Và chiếc xe này đăng ký tên tư nhân màu xanh, màu này là cái màu rất là mới của Mazda 3 đấy ạ. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2018, chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Mazda 3 2018 này ạ. Và tất cả nó còn rất là mới, còn nguyên bản từ nội thất cho đến ngoại thất cho đến động cơ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Và nội thất cũng còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Và đây là chiếc xe này được sản xuất năm 2018 cho nên là bản facelift rồi ạ, tức là có phanh tay điện tử. Và được thiết kế cái phần yên ngựa này nó cũng khác so với những cái phiên bản này đời trước nó rất là nhiều rồi đấy ạ. Chiếc xe mới chạy có 3 vạn km thôi và chủ xe đi lại rất là giữ gìn, bảo bọc cả táp lô. Đây là cái phần tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018. Lót sàn 3D, thảm táp lô đầy đủ rồi, cho nên là chiếc xe này nó rất là đẹp. Mặc dù chúng tôi cũng chưa dọn dẹp gì đâu, mua về cái là lúc sáng đấy tôi đã phát livestream trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ quay lại cái video để cho nó nét hơn, rõ hơn cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn mà có nhu cầu thì quý vị và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi ạ. Quý vị và các bạn có thể liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để biết thêm chi tiết ạ. Quý vị và các bạn có thể kết Zalo để liên hệ với chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho quý vị và các bạn trên Zalo, gửi hình ảnh cũng như là gửi video cho quý vị và các bạn xem chi tiết hơn ạ. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, nó đẹp như thế này, chúng tôi đang chào bán với giá là 610 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 610 triệu đồng thôi thì quý vị và bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Mazda 3 sedan 2018 này ạ. Và đồng hồ chuẩn của nó là 3 vạn km đây, thưa với quý vị và các bạn ạ. Đồng hồ chạy chuẩn chính xác là 3 vạn km và chiếc xe này đã được trang bị là sang số thể thao trên vô lăng. Và nội thất thì là da cao cấp đây rồi ạ. Nhìn về cái phần nội thất rất là đẹp ạ. Từ cái bậc cửa bước chân nó cũng chưa có xước sát gì cả, rất là mới ạ. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ cửa nóc rồi. Cửa nóc thì là những cái phiên bản đời trước đó cũng đã có cửa nóc rồi, chứ không riêng gì phiên bản 2018 này ạ. Vô lăng thì rất là đẹp đây ạ. Vô lăng cần số đều rất là đẹp vì đồng hồ chuẩn là 3 vạn km ạ. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau. Mời quý vị và các bạn bước vào cái phần nội thất, khoang nội thất phía sau để xem về chiếc xe này ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Mặc dù chúng tôi chưa dọn dẹp gì cả nhưng nó đã đẹp như thế này rồi đấy ạ. Và đây là cái phần táp lô, chính giữa là cái màn hình giải trí đa phương tiện đấy ạ. Hiển thị tất cả các thông tin đa phương tiện, tích hợp camera lùi. Táp lô thì chủ xe cũng đã phủ thảm táp lô, cho nên là bỏ ra là nó rất là mới đấy ạ. Vì là nếu như không phủ thì nó sẽ bị nắng nó chiếu vào, nó cũng sẽ bạc màu. Rất là mới, rất là đẹp. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe. Thưa với quý vị và các bạn, Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 này là một cái khối động cơ 1.5 lít cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu ạ. Và cái điều quan trọng nhất chắc hẳn là tất cả quý vị và các bạn quan tâm, đó là phần keo chỉ ốc cabo. Đây tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Keo chỉ còn nguyên, ốc cabo còn nguyên. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này còn nguyên bản ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là ốc nó mới còn nguyên được như thế này. Máy móc chúng tôi cũng cam kết, thứ nhất là không ngập nước, máy móc nguyên bản ạ. Tất cả các ốc máy, ốc giảm xóc, ốc đầu xe này đều nguyên bản hết ạ. Rất là mới, chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn ạ. Nếu sai chúng tôi sẵn sàng là trả lại tiền và nhận lại xe cho quý vị và các bạn ạ.
Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là 610 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị, các bạn vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa đến 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ạ. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.